Quản lý thay mặt Phi Nhung làm điều đặc biệt cho các con nuôi, cuộc sống những chiếc lá chưa lành giờ ra sao? Không chỉ là quản lý, Diễm Phạm còn là người em thân thiết của Phi Nhung. Cô đã đồng hành cùng cố nghệ sĩ trải qua bao nhiêu thăng trầm. Đến khi Phi Nhung nhắm mắt xuôi tay, Diễm Phạm tiếp tục thực hiện nhiều tâm nguyện chưa thành. Mới đây, nữ quản lý gây bất ngờ khi có chuyến thăm nuôi cố nghệ sĩ sau nhiều ngày vắng bóng khỏi mạng xã hội. Theo những gì Diễm Phạm ghi lại, cô và các con Phi Nhung đã có những trải nghiệm vô cùng thú vị tại vườn. Các bé tỏ ra vô cùng thân thiết, thậm chí gọi quản lý là mẹ, là ba. Nhìn khoảnh khắc những đứa trẻ nở nụ cười tươi, khán giả dường như cảm thấy nhẹ lòng. Bởi sau sự ra đi của mẹ, các con đã ổn định lại tinh thần. Cũng tại buổi tụ họp này, Diễm Phạm còn có những dặn dò đến các con nuôi Phi Nhung như chăm sóc da mặt kỹ càng để không bị lên mụn. Chỉ một câu nói thôi, cư dân mạng cũng cảm thấy ấm áp, ghi nhận sự quan tâm chân thành của nữ quản lý. Kể từ khi Phi Nhung tạ thế, Diễm Phạm vắng bóng khỏi mạng xã hội. Cách đây không lâu, cô chia sẻ hình ảnh bốn người con nuôi đang lau dọn bày biện quán chay. Người quản lý xót xa tâm sự, lạnh lẽo hơn trước vì vắng tiếng cười của chị, nhưng nó luôn là nơi ấm áp cho những người từng yêu mến chị. Sinh thời, mọi tâm trí mà chị dành cho từng món ăn, chị đi nhưng sự nặng lòng vẫn còn, bởi con chị lại không có mẹ thêm lần nữa. Mối đương duyên giữa Phi Nhung và quản lý Diễm Phạm bắt nguồn từ chính môi trường làm việc. Từ khi chỉ hợp tác qua lại, cả hai dần quý mến nhau và tin tưởng coi nhau như những người thân ruột thịt. Mọi công việc của Phi Nhung lúc sinh thời đều được quản lý sắp xếp chu toàn. Ngày người chị em ra đi, Diễm Phạm không giấu được sự đau xót. Quản lý cố ca sĩ từng cho biết, cơ ngơi Phi Nhung gây dựng ra là để nuôi dưỡng các con đến khi trưởng thành. Cố ca sĩ còn mổ sổ tiết kiệm cho tất cả các bé. Hơn nữa, quán chay hoạt động khá tốt nên không có gì đáng lo ngại. Ngoài ra, Tuyết Nhung, Quỳnh Trang, Thiêng Ngân đều có công việc ca hát và trực thuộc công ty quản lý của cố ca sĩ.